Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong Thủy Tuệ Khanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Như quý vị đã biết, cái dịp cuối năm ấy là cái thời điểm mà mọi người, hầu hết mọi người đều là gì? Tính lại chuyện bốc lại bát hương, lau dọn bàn thờ cho nó chuẩn chỉ đúng không ạ? Và những ngày tốt để bốc lại bát hương thì tôi đã chia sẻ cho quý vị ở trên kênh YouTube rồi. Đấy. Hôm nay tôi sẽ nói về cho quý vị biết là gì? Về những đồ, những vật phẩm mà cần thiết ở trong cái quá trình là bốc bát hương. Đầu tiên là sau khi chúng ta gì? Lau dọn bàn thờ mà thỉnh bát hương xuống, chúng ta đổ cho cũ ra, đổ hết tất cả mọi thứ ra đúng không, sau đó bao sái sạch sẽ lại. Đấy. Tiếp theo là gì, chúng ta phải có một cái gọi là cho nếp. Cho nếp thì chúng ta bốc bát hương ấy, để bốc hương chúng ta nên dùng cho nếp. Đấy. Đấy là một. Thứ hai là gì, ngũ vị hương. Ngũ vị hương để làm gì, để chúng ta có thể là có hai việc. Một là gì, chúng ta ngâm với rượu để lau dọn bàn thờ. Thứ hai là gì, chúng ta rắc vào trong bát hương, trộn cùng với cho để cho bát hương để cho được gì, để cho được thơm tho sạch sẽ là một. Thứ hai là gì, trong quá trình nếu bát hương nó có hóa thì nó hóa cũng hóa hết. Đấy. Người ta vẫn kỵ là cái bát hương nó hóa không hết, đâm ra là nó sẽ không may mắn. Nếu mà hóa hết thì sẽ gì, sẽ mặn may mắn tài lộc cho gia chủ. Thứ ba là gì, cái gạo vàng thần tài. Đấy. Gạo vàng thần tài này thì sử dụng để nạp tài cho bát hương. Để nạp tài cho bát hương, trong quá trình bốc lại bát hương thì chúng ta cũng sử dụng gạo vàng thần tài. Đấy. Chúng ta rắc dưới đáy một cái này, sân bốc giữa bát hương chúng ta lại rắc tiếp đấy. Và làm gì, và khi bốc đầy bát hương chúng ta lại rắc, một là gì, để trong có lúc sông trầm nó không bị đổ cái hương, và thứ hai là gì, thứ hai là nó có thể là mang lại cái may mắn, là mang lại cái may mắn bình an cho gia chủ khi bốc bát hương. Đó đó là gạo vàng thần tài. Tiếp theo là gì, cái đồ quan trọng nhất mà không thể thiếu trong việc bốc bát hương đấy, đó là cốt thất bảo. Cốt thất bảo là gì? Cốt thất bảo là một cái vật phẩm đấy, nó sử dụng để cho việc bốc bát hương. Bốc bát hương gì? Bốc hương thần linh, gia tiên, bốc bát hương thần Phật, bốc bát hương thần tài, vân vân. Hoặc là gì? Để dùng cho việc nạp cốt tượng. Đấy. Thì trong cái cốt thất bảo này có những gì? Như quý vị biết, cốt thất bảo là gồm 7 thứ, 7 bảo vật của nhân gian, là 7 pháp thứ pháp khí để cúng dường khi cho Phật Thích Ca khi ngài giáng thế. Nhân gian sử dụng cái đó. Thì chúng ta từ đó thì dân gian đã lấy một cái hình tượng gọi là cốt thất bảo để bốc cho việc bốc lại bát hương được may mắn bình an. Thì cốt thất bảo sẽ bao gồm gì? Đầu tiên nó là gồm vàng và bạc. Vàng và bạc. Đó. Vàng thật, bạc thật đúng không ạ? Thứ hai là gì? Mã não. Đá mã não. Và tiếp theo là gì? San hô đỏ. Thế nó là ngọc phỉ thúy. Thứ sáu là gì? Hổ phách. Và thứ bảy là gì? Là ngọc trai. Đó, đó là những thứ mà ở trong cốt thất bảo. Thì bên cạnh đó, để điều hòa ngũ hành cho cốt thất bảo thì người ta sẽ sử dụng một cái gì, cái chỉ ngũ sắc, chỉ ngũ sắc để điều hòa ngũ hành cho thất bảo, cho bát hương. Đấy. Thứ hai là gì, trong gói thất bảo của Phong Thủy Lộc Tài thì cũng có kèm cho quý vị và các bạn hai tờ di hiệu để quý vị có thể là gì? Viết tên, ví dụ như là phụng thờ thần linh thổ địa chư vị tôn thần, hoặc là phụng thờ thần tài thổ địa chư vị tôn thần đấy, hoặc là gì, phụng thờ hội đồng gia tiên họ gì đó chư vị chân linh vân vân, hoặc là phụng thờ bà cô mãnh vân vân. Đấy thì những cái đó thì chúng tôi đã có tất cả trong cái hướng dẫn bốc bát hương này, thì quý vị có thể là theo dõi đây, kèm theo gì, bài bài chú để gì, bài chú để an vị bát hương. Đấy, tiếp theo là gì, sẽ có một cái gì, cái tờ gọi là tờ trang giấy trang kim để gói thất bảo. Trong quá trình gói thất bảo để cho quá trình là gì, nếu mà bát hương bị hóa thì cũng sẽ không bị cháy thất bảo. Đấy. Tiếp theo là có một cái chầm. Cái chầm này mà khi mà xông xong bát hương, bốc xong bát hương ấy, thì chúng ta đặt lên trên bát hương, chúng ta xông chầm để tẩy uế cho khí cho bát hương. Đấy. Tẩy những cái tạp niệm, cái uế khí đi, và để cho cái việc bốc bát hương nó được gì, may mắn bình an nhất, và nó có linh lực đấy, phù hộ cho gia chủ. Đó, đó là toàn bộ những vật phẩm để bốc lại bát hương trong năm 2021, cuối năm 2021, giúp cho đầu năm 2022 có được một năm tài lộc và may mắn. Quý vị và các bạn nếu muốn thỉnh cái bộ thất bảo này thì quý vị có thể đặt comment ở bên dưới phần bình luận, hoặc là gì, nhắn tin trực tiếp cho đội ngũ trợ lý của chương trình, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị một cách tốt nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video tiếp theo.